Đi ăn phở tàu bay nha. Nhưng mà vô đây là chỉ muốn ăn bánh cuốn tráng tay thôi. Ok, thank you. Bình nóng mấy tiểu ăn. Dạ. Cúng Facebook hả? Là mấy cúng nha. Là kiểu là mấy cúng. Đưa được. Này. Ăn cái này không ạ? Không ăn muỗng hả? Không. Ờ, ok. Mấy cúng là không biết ăn muỗng. Bưng lên hấp à? Ăn đúng thủ tục. Phải làm gì trước, cúng Facebook trước à? Ừ, phải làm cho đúng chu trình. Dạ. Tưởng ông tự chụp tự sướng chứ ai dám chờ giờ chụp à? Ôi anh chị. Chị lên chụp đi. Ok. One, two, three. Chú, cái mờ gym đó là ở ở tiểu bang mình hay là ở tiểu bang nào chú? Ở trên Los hay là ở đâu? Không cần. Ông chị được rồi rồi nha. Ông chị hả? Bên kia ông chị qua coi tại sao? Cái nào? Cái mờ gym á chị? Virginia. Virginia. Ồ. Chụp hình tụi xấu dễ sợ. Trời nắng không? Cuốn trắng tay là kiểu Việt Nam. Chặt bông.